giờ mình đã tới đảo Kokoke ở phía xa kia, vừa mới xuống dưới tàu. Đảo này đẹp quá mẹ. À, quá biển đẹp luôn. Biển trong xanh ha, chứ mỗi mình tắm biển ha. Mình sẽ đi một vòng đảo để tham quan trước. Ở đây là xe điện free. À, xe điện sẽ free đi vòng vòng trên đảo. Bây giờ mình sẽ lên xe điện và đi một vòng đi tham quan đảo ha. Thì mình đi tham quan đảo nha. Chơi ghê đi. Chill Grill này, ở trong cái đảo này thì sẽ có hai khu vực ăn đồ nướng thì đều thuộc ở trong cái gói mà mình đã mua ở trên tàu rồi và không phải trả tiền thêm ha. Mio nó đang lười biếng. Thấy chưa? Rồi, dậm chân, dậm chân. Phủi chân, phủi chân. À, đây mình sẽ ăn theo dạng buffet. Biển rồi.
không có sóng, nước màu xanh ngọc. Đi đi tắm biển mà cũng vậy. Nông luôn. Xin này nè. Đúng rất là thấp, không có sóng. Cái bãi bên đây không có sạch bằng bãi. Cá dữ quá trời nè. Chim. Sau khi tắm biển xong thì anh Mio đã đuối và ngủ hả mỏ. Bye bye Coco K. Thì mình mới trở về tàu được. Yeah. Đi đâu cũng phải mang theo.